Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Muôn mặt đời sống là chủ phóng sự về tình trạng học sinh điều khiển xe điện, xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Những quy định của pháp luật để xử lý hành vi này cũng như những giải pháp mà công an tỉnh, công an thành phố cùng các trường học đã thực hiện để giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong học sinh. Mục Nét đẹp trên nhãn là phóng sự Trường Trung học cơ sở Dị Chế huyện Tiên Lữ tăng cường giáo dục cho học sinh về lịch sử địa phương. Mục Chuyện làng quê là phóng sự người dân xã Liên Khê, huyện Khoái Châu gìn giữ vẻ đẹp của giếng làng. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên xuất hiện tình trạng nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng làm mất trật tự an toàn giao thông. Đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Đây là hình ảnh vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Người điều khiển phương tiện xe máy được xác định là học sinh. Còn đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên một số tuyến phố khi giờ tan học. Học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ hay lạng lách đánh võng đã trở thành nỗi sợ hãi và bức xúc của nhiều người tham gia giao thông. Điều khiển xe vượt đèn đỏ rồi hàng năm hàng người nhiều lắm, sợ lắm, bác phải cứ đứng né lên vỉa hè ấy. Không mà thấy như thế là nó không có ý thức. Học sinh là chính cái gì? Toàn học sinh là chính thôi. Bạn nào chạy xe máy, xe điện. Các bạn còn lao hết cả lên đây nè, đây này. Mình sợ lắm, ngồi kia sợ hết. Đúng, tất nhiên là các cháu còn ít tuổi thì cũng có nguy hiểm. Nhưng mà nếu các cháu mà cứ chấp hành tốt thì đi cũng an toàn thôi. Nhưng mà tình trạng của một số cháu trai nó cứ đua đòi. Đi cứ vù, xong là mũ bảo hiểm thì không đội. Xe đi thì cứ lạng lách hết chỗ loại chỗ kia. Làm lúc 4 năm giờ đúng cái tầm tắt đường thì là các cháu đi cứ vù như thế. Là ảnh hưởng mọi người đi lại xung quanh. Có ngã, nó ngã ngay chỗ ngã tư thì ngã sóng xòe ra xong rồi lại lên lại đi tiếp, nó sợ gì đâu mà. Thế nên bây giờ là vào những cái trường lớp nào thì phải để ý để còn bảo các cháu đi, cho các cháu đi lại cho nó cẩn thận. Học sinh nó đi thì nó đi đông mà nó đi cũng nhiều người đi ẩu. Xem là để những cái giờ tan học ấy, có người ra để dàn xếp cho các cháu đi cho nó tốt, nó đỡ xảy ra tai nạn, cũng hay xảy ra tai nạn lắm. Theo số liệu tổng hợp của Công an thành phố Hưng Yên, từ đầu năm đến ngày 24 tháng 10, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 10 người bị thương. Trong đó có 3 vụ tai nạn va chạm liên quan đến học sinh. Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không đúng quy định, đi xe tốc độ, lạng lách chính là những lỗi vi phạm thường xảy ra đối với các học sinh điều khiển loại phương tiện xe đạp điện hoặc xe máy khi tham gia giao thông. Với những hành vi như thế này sẽ bị xử phạt ra sao? Căn cứ theo Điều 60 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, quy định về sức khỏe, độ tuổi của người lái xe máy điện cụ thể như sau. Người đủ từ 16 tuổi trở lên được phép lái xe máy điện có dung tích xi lanh đạt dưới 50 cm3. Người đủ từ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2-3 bánh với dung tích xi lanh đạt từ 50 cm3 trở lên. Căn cứ theo công điện số 05 CDTTG vào ngày 25 tháng 2 năm 2016, học sinh, sinh viên khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cần đủ tuổi và có đầy đủ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Trường hợp học sinh sinh viên không được phép điều khiển xe mô tô, xe máy điện khi chưa đăng ký giấy tờ và gắn biển số xe. Theo Điều 21 Nghị định 46/2016 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt như sau. Trường hợp 1, bạn chưa đủ 16 tuổi sẽ bị phạt cảnh cáo theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Trường hợp 2, bạn đủ từ 16 tuổi sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. Ngoài ra, người giao xe, chủ xe cho người vi phạm sẽ bị phạt theo quy định tại điểm D, khoản 4, điều 30, nghị định 46/2016 NĐ-CP. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 của Luật Giao thông Đường bộ
điều khiển xe tham gia giao thông, bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng. Còn đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm, căn cứ theo quy định tại khoản 4, điều 8, Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 6, điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 thì đi xe máy điện mà không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị xử phạt hành chính. Theo đó, mức phạt cụ thể đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cải quai đúng quy cách sẽ phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu cả người điều khiển xe và người ngồi sau xe cùng vi phạm lỗi này, mức phạt sẽ từ 800 đến 1.200.000 đồng. Thưa quý vị, luật an toàn giao thông đã có những quy định rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông vẫn xảy ra. Để xử lý tình trạng này, thời gian vừa qua, Công an thành phố Hưng Yên và Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp, vừa kết hợp xử lý răn đe, vừa tuyên truyền để giúp các em gia tăng hiểu biết về luật an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Một buổi tuần tra xử phạt học sinh vi phạm an toàn giao thông đường bộ của đội cảnh sát giao thông Công an thành phố tại khu vực gần cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, phường Hiến Nam. Đây chỉ là một trong số rất nhiều buổi ra quân xử lý tình trạng này của cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố. Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, khi tổ chức tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tiến hành lập biên bản 39 trường hợp, tạm giữ 28 phương tiện, 11 bộ giấy tờ, xử phạt 27 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông với số tiền 13 triệu 350 nghìn đồng, phạt cảnh cáo 12 trường hợp về các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không gắn biển kiểm soát, không có giấy phép lái xe. Qua quá trình xử lý thì các lực lượng chức năng gặp những khó khăn là các cháu khi thấy lực lượng chức năng là một là hay là quay đầu, thứ hai là tăng ga bỏ chạy và lạng lách đánh võng để chống đối, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi giao xe cho con thì nếu các con mà đủ tuổi thì bố mẹ mới giao xe cho, ví dụ như các cháu chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 50 phân tuổi trở lên thì tốt nhất là không nên giao xe cho các cháu. Và khi các cháu khi tham gia giao thông thì nhắc nhở các cháu về khi tham gia giao thông thì đội mũ bảo hiểm, không lạng lách đánh võng, dàn hàng 2, hàng 3 để gây mất trật tự an toàn giao thông. Việc học sinh tham gia giao thông là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để các em có được những hiểu biết đúng về luật an toàn giao thông, ngày 16 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hưng Yên đã có công văn 1386 gửi tới tất cả ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố, đề nghị các trường thực hiện phối hợp tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh tham gia giao thông. Đồng thời, có nhiều hoạt động phối hợp với nhà trường xử lý tình trạng này. Hiện nay tình trạng học sinh tham gia giao thông ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và trên địa bàn thành phố Hưng Yên nói riêng thì cũng có rất nhiều cái phức tạp. Đặc biệt là ở trước những cái cổng trường. Thì trước cái tình trạng đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều biện pháp để chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện một cách đồng bộ những cái biện pháp để giảm thiểu cái tình trạng đấy. Thì trong đấy chúng tôi chú trọng vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đặc biệt là đối với các bạn trong độ tuổi thanh thiếu nhi hiện nay. Từ đầu năm 2023 đến bây giờ thì chúng tôi đã triển khai trên 10 buổi tuyên truyền đối với những em học sinh để làm sao mà các em có cái nhận thức thật là đúng đắn và làm sao mà hiểu được cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Hy vọng trong thời gian tới, với sự tích cực vào cuộc của Công an tỉnh, Công an thành phố và ban giám hiệu các trường học, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện vi phạm và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sẽ được cải thiện. Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại mà còn góp phần vun đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ, thời gian qua, trường Trung học cơ sở Dị Chế huyện Tiên Lữ đã có nhiều phương pháp để truyền đạt cho các em học sinh. Chúng em được tham quan di tích rất là thực tế nên là chúng em cảm thấy sẽ dễ nhớ hơn. Thông qua tiết học này chúng em sẽ thu được rất nhiều kiến thức cho môn lịch sử để sau này áp dụng trong đời sống thực tế. Em cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi được tìm hiểu về lịch sử của địa phương mình. Em hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các bậc hiền nhân ngày xưa đã có công dựng nên đất nước. Chúng em rất muốn là tiếp đến là chúng em sẽ được trải nghiệm nhiều những tiết học như vậy hơn ạ. Đó là những cảm nhận của các em học sinh trường Trung học cơ sở Dị Chế sau khi tham gia tiết học giáo dục lịch sử địa phương. Không còn là những tiết học khô khan, bó gọn trong không gian lớp học, mà nó đã được giáo viên biến tấu linh hoạt thành những hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thiết thực, bổ ích, thu hút học sinh.
Các con được quan sát, các con được nhìn bằng những hình ảnh rất là chân thực, rất là sinh động, thì các con sẽ ghi nhớ được kiến thức nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là nó trực tiếp tác động đến tư tưởng, tình cảm của các con ấy. Và các con sẽ phải biết cách để làm sao đấy mình học, mình bảo vệ nó để tiếp nối cái truyền thống tự hào của dân tộc. Thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình lịch sử địa phương, trường Trung học cơ sở Dĩ Chế đã tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện để giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học nhằm phát huy tối đa năng lực của học sinh. Chính vì thế, những tiết học về lịch sử địa phương luôn được học sinh trông đợi, không chỉ bởi cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu với phương pháp giảng dạy mới, tăng sự tương tác giữa cô và trò, mà nó còn được thể hiện bằng nhiều hoạt động giáo dục như tọa đàm, hành trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, chăm sóc các khu di tích. Đã lồng ghép môn lịch sử địa phương và tích hợp vào các môn học như là môn lịch sử địa lý này, môn văn, môn giáo dục công dân. Mỗi một năm thì tổ chức vào dịp ngày 22 tháng 12 và 27 tháng 7 với hội cựu chiến binh của xã giúp các em ôn lại cái truyền thống lịch sử của địa phương. Đó là những cái hình thức mà nhà trường đã tiếp cận và giáo dục các em ở môn lịch sử địa phương, giúp các em có tình yêu quê hương đất nước và các em có động lực học tập các vị danh nhân văn hóa, danh nhân lịch sử để các em có hướng phát triển hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa. Có thể thấy, để học sinh hứng thú với môn lịch sử, đòi hỏi giáo viên phải không ngừng đổi mới phương pháp, tạo nhiều hơn những sân chơi bổ ích, những hoạt động ngoại khóa cho học sinh, thay vì cách truyền đạt kiến thức cứng nhắc một chiều. Từ đó giúp học sinh không những say mê lĩnh hội, khám phá những tri thức lịch sử, mà còn hình thành ở các em thái độ học tập đúng đắn, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu chú trọng gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của làng quê, vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là các giếng làng mà các thế hệ trước để lại. Những năm qua, người dân trong xã đã góp công, góp của, tôn tạo các giếng làng, tạo nên cảnh quan văn hóa cho quê hương. Đây là giếng làng thôn Kênh Hạ, mới được tôn tạo từ năm 2019, với kinh phí hơn 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của nhân dân. Giếng làng có từ lâu, gắn bó với bao thế hệ người dân. Trước đây, giếng làng xuống cấp, ô nhiễm. Song đến nay, nhờ sự chung tay bảo vệ của người dân, giếng làng được tôn tạo khang trang, nước trong xanh, không còn ô nhiễm và đã trở thành một công trình văn hóa của làng. Người dân bảo nhau thường xuyên dọn dẹp khu vực giếng làng, giữ cảnh quan sạch đẹp để mọi người đến vui chơi, ngắm cảnh hàng ngày. Bà con liền ở xóm này là đều ra dọn dẹp, rồi là ngắm cảnh này, tối các cháu chơi này, các cụ già chiều là như chiều tối là ngồi hóng mát, chuyện trò. Quang cảnh làng quê đẹp và yên bình và rất tuyệt vời. Thôn Hạ là lưu giữ nét văn hóa từ cổ xưa. Hai nữa là để xây dựng là thành một cái làng quê có một cái nét văn hóa của đời mới bây giờ ở nông thôn. Cái giếng này là một trong những cái cảnh quan của nông thôn, xây dựng nông thôn mới Kênh Hạ. Tại thôn Cẩm Khê cũng có một giếng làng cổ ở trung tâm làng. Những năm qua, thôn vận động nhân dân ủng hộ kinh phí để nạo vét lòng giếng, xây lan can xung quanh giếng để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Khuôn viên giếng trồng nhiều cây xanh, tạo bóng mát cho người dân nghỉ chân hóng mát trò chuyện. Giếng làng này là đại diện cho cái thôn Cẩm Khê này, là đi làm đồng về là trục đường đi của vào đồng thì là chúng tôi là thường xuyên nghỉ mát ở đây, đảm bảo về sức khỏe, nếp sống văn minh là tốt. Cái giếng này là nó có từ lâu đời rồi, từ ngày xưa mà nuôi sống nhân dân ấy. Thế sau khi mà điều kiện kinh tế nhân dân phát triển thì người ta không sử dụng cái giếng này nữa. Thế thì cũng bỏ hoang mất một thời gian. Thế thì vừa qua là cùng ban chỉ huy thôn, thế rồi là cùng với nhân dân tôn tạo lại cái giếng này để mình giữ lại cái di tích lịch sử từ cổ từ ngày xưa mà truyền lại cho các cái con cháu mình sau này. Hiện nay, toàn xã Liên Khê còn lưu giữ 6 giếng làng có từ thời xưa. Tất cả 5 thôn đều có giếng làng được tôn tạo khang trang, cảnh quan xanh sạch đẹp. Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình là một đặc trưng tiêu biểu của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, đang được chính quyền và nhân dân xã Liên Khê trân trọng và gìn giữ cho các thế hệ tiếp nối. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.